phố Sari một cái thác nước. Cái thác nước này theo thông tin nó là chứa đựng nước lớn nhất ở châu Âu, và nó nằm ở miền bắc nước Thụy Sĩ. Tụi Linh đang đi vào để mua vé đây, nắng lắm đó, cho nên thấy trang bị đủ thứ hết không. Trước khi mà vào cổng á, thì mình phải mua vé. Thì cái vé của nó để đi Thụy Sĩ á, là khoảng 5 đồng Thụy Sĩ, nhưng mà không biết là tiền đô nó bao nhiêu. Chút xíu nữa hỏi anh xã thì chút xíu nó là như thế nào. Đi vào giờ thì mình đi vào trong mình coi cái thác chứ. Linh hỏi anh xã cái giá vé thì anh nói là muốn chọn tiền Thụy Sĩ hay là tiền Hà Lan, tiền euro cũng được, thì mỗi người á là người lớn là 5 euro và trẻ em thì 3 euro. Tiền nào cũng vậy tại vì gần như nhau. Linh thấy á nha, Linh thích hợp sống ở Thụy Sĩ hơn. Vì sao mọi người biết không? Em vì người Thụy Sĩ á thấp hơn một tí, thấp hơn người Hà Lan nhiều lắm. Cho nên Linh cảm thấy là nếu mà Linh qua đây ở, Linh sẽ đỡ tủi thân về cái chiều cao của Linh. Fador. Mình có thể thuê thuyền đi ở dưới, nhưng mà năm nay chắc là lần này chắc tụi Linh không thuê thuyền đâu, tại vì tụi Linh không có nhiều thời gian ở chỗ này. Thành phố ở cái khu vực này thì rất là hiện đại. Chỗ đó là cái khu vực người ta thuê thuyền. Khu vực tham quan nhưng mà không có chen chúc. Không khí rất là dễ chịu. Gió mát mát nè. Rồi lại không có quá lạnh, có nắng nữa. Thank you.
con thuyền đang rất vất vả để vào giữa các nước này. Mọi người thấy cái nước nó đẩy con thuyền ra xa không? Đích của họ là tới chỗ này mà bây giờ họ lại đi quá xa rồi. Bây giờ mà tụi Linh muốn đi qua bên chỗ đó để đi thuyền á là tụi Linh phải lái xe hoặc là đi bộ hết cái con đường này chắc chết quá. Nó đẩy ra thì là xa luôn cái nhà. Có con thuyền khác nó đang từ từ tiến vào, không biết có tiến vào nổi không. Wow, con thuyền này cái động cơ của nó cũng mạnh ghê, cho nó chống lại còi dòng nước đó kìa. Còi cũng bị đẩy ra xa luôn. Thú vị ha. Thêm một cái con thuyền nữa, chúc thành công. Cái con thuyền màu hồng nó phải đi đường vòng rồi. Wow, cái chỗ dưới này đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp thật sự luôn á. Mình đi cầu thang mình đi xuống dưới được. Trời ơi. Gọi là đẹp lòng lòng. À, người ta đi cái thuyền đó cả nhà, người ta đi cái thuyền cái người ta dùng nó đó và người ta leo lên trên cái đỉnh của nó được kìa. Có nên đi không ta? Đi xuống dưới cái nhà ơi, ở dưới đẹp quá. Linh muốn đi ra giữa cái lòng hồ á, nhưng mà như vậy thì tốn rất là nhiều thời gian. Và Linh thấy rồi, cái chỗ đó rất là nhỏ, cho dù Linh có đi tới đó thì cũng khó quay phim lắm. Ở đây lại có mấy chìa khóa tình yêu. Janica Jonas, where are you? Still fall in love? Ai đứa này còn yêu nhau không ta? Giờ này mà còn khóa tình yêu nữa. Quay gần hơn rồi. Thank you.
cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Chúc mọi người một ngày thật vui. Nếu mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy chia sẻ, like, subscribe, giống như là Linh đã nói bao nhiêu lần và nhận lại cả nhà. Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều và chúc cả nhà một ngày thật vui nhé. Hẹn gặp lại lần sau.